bài phát biểu đầu tiên của bà Kamala Harris nhằm vào ông Trump. Tiết lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Nga gây áp lực lên trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. UAV Ukraine tập kích căn cứ không quân Milerovo của Nga. Đánh giá chuyến thăm đặc biệt tới Mỹ của Thủ tướng Israel Netanyahu Theo Đài CBS News ngày 22 tháng 7, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi tổng thống Joe Biden thông báo ngừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong bài phát biểu, bà không nhắc đến chiến dịch tranh cử tổng thống của bà mà tập trung ca ngợi tổng thống Biden. Bà Harris nói: "Tôi là người trực tiếp chứng kiến tổng thống Joe Biden mỗi ngày đều đấu tranh vì người dân. Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn vì sự phục vụ của ông ấy cho đất nước." Bà Harris nói thêm: Di sản của Tổng thống Biden trong 3 năm qua là vô song trong lịch sử hiện đại. Bên cạnh đó, bà Harris đã nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Bà nói: "Tôi đã đối đầu với đủ kiểu người, những kẻ ngược đãi phụ nữ, những kẻ lừa đảo, người tiêu dùng, những kẻ gian lận đã phá vỡ các quy tắc. Vì vậy, hãy lắng nghe tôi khi tôi nói rằng tôi biết kiểu người của ông Donald Trump." Trước đó, CNN đưa tin bà Harris trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X viết rằng Bản thân rất vinh dự khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ với tư cách là ứng viên Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, đồng thời khẳng định mục tiêu của bà là đoàn kết toàn nước Mỹ trong việc đánh bại ứng viên Cộng hòa Trump. Bà Harris ban đầu tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng nhanh chóng rút lui trong cuộc bầu cử sơ bộ sau những màn tranh luận mờ nhạt. Khi ông Biden củng cố vị trí dẫn đầu của mình vào năm 2020, ông tuyên bố sẽ chọn một phụ nữ làm người đồng hành cùng mình. Việc lựa chọn bà Harris được coi là một nỗ lực nhằm thu hút cử tri da màu và tiếp thêm sinh lực cho cơ sở của đảng. Kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật và cách tiếp cận trung dung của bà Harris cũng được coi là thế mạnh có thể thu hút những cử tri còn do dự. Trong một cuộc tranh luận năm 2019, bà Harris cũng đã đối đầu với ông Biden một cách quyết liệt, một khoảnh khắc mà nhiều người cho rằng có thể đã chấm dứt cơ hội trở thành phó tổng thống của bà sau khi ông Biden trở thành ứng cử viên của đảng bà harris đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ da màu đầu tiên nắm giữ hầu hết mọi vai trò mà bà từng đảm nhận luật sư quận san francisco tổng trưởng lý california thượng nghị sĩ bang california và phó tổng thống ngoài ra bà harris cũng là con gái đầu tiên của một người nhập cư từng được bầu làm phó tổng thống dù có bảng thành tích cực kỳ ấn tượng liệu bà harris có đối đầu nổi với ông trump hay không vẫn là câu hỏi lớn đối với đảng dân chủ Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 7 đã tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử sau khi các thành viên Đảng Dân chủ mất niềm tin vào sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ông đánh bại đối thủ Donald Trump. Động thái trên của ông Biden khiến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay rơi vào tình huống khó đoán định. Phản ứng trước quyết định bất ngờ của Tổng thống Biden, lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ sự tôn trọng cho quyết định của ông. Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với nhà lãnh đạo Mỹ trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định dựa trên những gì mà ông ấy tin tưởng sẽ phục vụ cho lợi ích cao nhất của nhân dân Mỹ. Trong khi đó, điện Kremlin cho biết đang theo dõi các diễn biến sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua, đồng thời nhận định rất nhiều thứ có thể thay đổi trong giai đoạn hiện nay. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng ở phía trước. Đó là một chặng đường dài, trong đó rất nhiều thứ có thể thay đổi. Chúng tôi cần chú ý theo dõi những gì sẽ diễn ra và ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Về phần mình, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn tổng thống Biden vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong cuộc giao tranh của đất nước ông. Ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng nhiều quyết định mạnh mẽ đã được đưa ra trong những năm gần đây và chúng sẽ được ghi nhớ như những bước đi táo bạo của tổng thống Biden để đối phó với thời điểm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn sự lãnh đạo của tổng thống Biden. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết liên minh Australia Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ hơn với cam kết chung của chúng ta về các giá trị dân chủ, an ninh quốc tế, thịnh vượng kinh tế và hành động vì khí hậu cho thế hệ này và các thế hệ tương lai. Tại Trung Đông, tổng thống Israel Isaac Herzog Cảm ơn người đồng cấp Biden vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel. Nhà lãnh đạo Miêu tả ông Biden là đồng minh thực sự của người Do Thái trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảm ơn Tổng thống Biden vì sự hỗ trợ của ông và cho biết sự ủng hộ kiên định của ông, đặc biệt là trong cuộc xung đột là vô giá. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Tổng thống Biden đã đưa ra những quyết định khó khăn Thủ tướng Tusk viết, nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới được an toàn hơn và nền dân chủ mạnh mẽ hơn. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây tiết lộ một kế hoạch hòa bình mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo Ukrainska Pravda, trong bài bình luận đăng trên tờ Daily Mail, ông Johnson cho biết, Tôi tin ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện phù hợp với Ukraine và phương Tây. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không thể đảm bảo chính xác những gì ông ấy sẽ làm nếu đắc cử. Tuy nhiên, đây là những gì ông ấy có thể làm. Theo ông Johnson, kế hoạch hòa bình của ông Trump có thể bao gồm các bước sau. Phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS và Storm Shadow cũng như các vũ khí khác để nhắm vào các sân bay ở trong nước Nga. Một khi quân đội Nga bị đẩy lùi, Tổng thống Putin sẽ đề xuất một thỏa thuận. Nga rút về biên giới trước khi xung đột tháng 2 năm 2022 xảy ra. Để ngăn ngừa xung đột trong tương lai và sự bất ổn, phần còn lại của Ukraine sẽ được công nhận là một quốc gia tự do có quyền quyết định tương lai của chính mình, gồm cả triển vọng gia nhập EU và NATO, và việc gia nhập sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine với hơn 1 triệu người có vũ khí và đã quen với cách sử dụng các thiết bị của NATO là lực lượng chống Nga hữu hiệu nhất thế giới, có thể thay thế một phần trong số 70.000 binh sĩ Mỹ đang triển khai ở các nước châu Âu để ngăn chặn khả năng thách thức của Nga. Điều này sẽ cho phép ông Trump tiết kiệm tiền và đưa lực lượng Mỹ về nước đồng thời khiến người châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính họ. Đây là một trong những mục tiêu chính của ông Trump. Ông Boris Johnson nói thêm, chính là ông Trump, chứ không phải ông Obama hay ông Biden, đã trao cho người Ukraine các vũ khí chống tăng, loại rất quan trọng đối với Kiev. Trong diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Zelensky đã tìm cách liên lạc với đội ngũ của ông Donald Trump nhằm thúc đẩy ứng viên Đảng Cộng Hòa hướng tới lập trường ủng hộ Ukraine trong bối cảnh cơ hội chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử cuối năm nay đã tăng đáng kể. Trong một cuộc phỏng vấn tại Anh vừa qua, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận ông Trump sẽ là ca khó đối với Ukraine, nhưng tự tin rằng Kiev đủ kiên trì và có thể thuyết phục ông Trump đứng về phía mình. Brian Medford, nhà tư vấn chính trị người Mỹ, làm việc tại Ukraine trong 25 năm cho biết, trong năm đầu tiên của cuộc xung đột với Nga, ông Zelensky tập trung chủ yếu vào mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Biden, nhưng Ukraine nhận thấy cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với cả hai chính đảng của Mỹ và không ràng buộc với một đảng hoặc một tổng thống nhất định sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Mỹ đóng vai trò quan trọng cả trong cuộc xung đột hiện nay cũng như thời kỳ hậu xung đột để đảm bảo tương lai của Ukraine. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko cho rằng ông Trump ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và Ukraine không nên bác bỏ ý tưởng này một cách thẳng thừng. Trong một bài viết hồi cuối tháng 6 vừa qua, hãng tin Reuters dẫn lời hai cố vấn của ông Trump cho biết họ đã đề xuất kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý tổ chức đàm phán hòa bình với Nga. Theo ông Feshenko, Ukraine nên đồng ý đàm phán, nhưng khẳng định lợi ích của Ukraine phải được đặt lên hàng đầu. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm cố gắng tiến về thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine ở phía đông. Pokrovsk thuộc Donetsk và cách khu vực mà Nga đang kiểm soát chưa đầy 25 km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Ông Sisky cho biết trong một phát biểu từ mặt trận phía đông rằng đối phương không chú ý đến mức độ tổn thất của họ và tiếp tục tiến về phía Pokrovsk. Các hoạt động chiến đấu với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Ông cũng lưu ý rằng các lực lượng Nga cũng đang cố gắng giành các hòn đảo gần thành phố Kherson. Giao tranh quyết liệt đang diễn ra gần một số ngôi làng và thị trấn phía đông, bao gồm Krasnohorovka và Chasovya. Trong một ngày, Nga đã tiến hành 39 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk trong tổng số 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến. Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết quân đội nước này đã giành được hai ngôi làng ở phía đông vào cuối tuần qua. Theo đánh giá, những ngày gần đây, quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk, Adipka. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn. Trước đó, theo kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU, Nga đã thành công kiểm soát làng Progress trên hướng Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Báo cáo GRU có đoạn, trong hai ngày, đối phương đã nhanh chóng lật ngược tình thế cuộc xung đột giành Progress. Các trận chiến bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4 và trên thực tế, trong 3 tháng qua, chúng ta đã có thể đẩy lùi tương đối thành công các cuộc tấn công của họ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những tổn thất về vị trí. Ngôi làng đã bị một trong các lữ đoàn bộ binh Nga kiểm soát, khi họ bắt đầu tấn công lớn trước đó, gần như toàn bộ nơi đây đã bị bỏ hoang. Quân tiếp viện khẩn cấp của Ukraina gồm một lữ đoàn cơ giới đã đóng trên con đường phía tây khu định cư nhưng không thể cứu vãn tình thế. Ngày 20 tháng 7, do thiếu bộ binh nên lực lượng KF phải rút lui và hiện tại đã rời khỏi làng. Điều này buộc lữ đoàn khác đóng trên đường sắt cũng phải triển khai các vị trí của mình ở bên sườn. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ bị bao vây. Theo trang min.in.ua, các UAV Ukraine mới đây đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sân bay quân sự Milerovo nằm ở tỉnh Rostov của Nga. Theo lời kể từ một số người dân địa phương, họ nghe thấy ít nhất 16 tiếng nổ lớn. Dựa trên những bức ảnh vệ tinh chụp, có thể thấy vụ tập kích UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho một số công trình nằm trong khu vực bảo dưỡng máy bay của căn cứ. Đồng thời, kho nhiên liệu trong căn cứ trên cũng bị cháy một phần. min.in.ua nhận định căn cứ Milerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 31 Nga. Đơn vị được trang bị nhiều chiến đấu cơ Su-30SM. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về những hình ảnh và thông tin được min.in.ua đăng tải. Thời gian gần đây, Ukraine liên tục tấn công vào sân bay quân sự Nga. Vừa qua, Tổng thống Zelensky khẳng định trong bài phát biểu qua video hàng đêm của ông rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào lực lượng Nga ở sân bay Dozankoy. Ông Zelensky nhấn mạnh, cảm ơn các chiến binh Cảm ơn vì sự chính xác của các bạn. Cảm ơn Tổng tư lệnh Oleksandr Shitsky đã tổ chức chiến dịch này. Ông Zelensky còn bày tỏ cảm ơn quân nhân đã tiến hành các chiến dịch, đặc biệt là những chiến dịch quan trọng, những chiến dịch cực kỳ quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị của quân đội Nga, cơ sở hạ tầng chiến đấu của họ. Dozhenkoi nằm ở phía bắc bán đảo Crimea do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các nguồn tin không chính thức ở cả Ukraine và Nga trước đó đã đưa tin về một loạt vụ nổ tại Dozhenkoi, Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, trước đây các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine có xu hướng chỉ nhắm vào các căn cứ không quân riêng lẻ ở Nga và khả năng Ukraine tấn công các căn cứ không quân khác nhau trong cùng thời điểm là một sự gia tăng đáng kể về năng lực, có thể coi là bước ngoặt mới trong xung đột. ISW tin rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là một phần cần thiết trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm suy yếu các ngành công nghiệp hỗ trợ, các nỗ lực và năng lực quân sự của Nga trong bối cảnh căng thẳng với trung quốc đầu tư của ấn độ vào phòng không đã trở thành nền tảng trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này trong khi đó chiến trường hiện đại đặc trưng bởi những tiến bộ công nghệ và tác chiến đa miền đặt ưu thế trên không lên hàng đầu đối với ấn độ mối đe dọa bao gồm từ máy bay có người lái và máy bay không người lái cho đến tên lửa đạn đạo và hành trình tất cả đều cần có cơ sở hạ tầng phòng không toàn diện và tiên tiến vì vậy, việc mua các hệ thống như S-400 của Nga là minh chứng cho cam kết của Ấn Độ trong việc tăng cường khả năng phòng không của mình. Những hệ thống đó không chỉ giúp tăng cường phòng thủ mà còn đóng vai trò là công cụ gian đe chiến lược, báo hiệu sự sẵn sàng của Ấn Độ trong việc bảo vệ không phận của mình và chống lại bất kỳ hành động thách thức nào. Tuy nhiên, Nga tiếp tục lùi thời hạn bàn giao hai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho Ấn Độ cho tới năm 2026. Theo trang The Asian Times, theo kế hoạch ban đầu, 5 tổ hợp S400 do Nga sản xuất mà Ấn Độ đã đặt mua sẽ được chuyển tới nước này vào đầu năm 2024. Năm 2018, Ấn Độ ký với Nga thỏa thuận mua 5 tổ hợp S400 trị giá 5,43 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ đã nhận 3 tổ hợp S400 và triển khai chúng ở các khu vực phía Đông và phía Tây để đối phó Trung Quốc và Pakistan. Xem xét tình hình địa chính trị khó khăn ở tiểu lục địa Ấn Độ, New Delhi đã yêu cầu Nga đẩy nhanh việc bàn giao số hệ thống tên lửa còn lại. Yêu cầu này được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra trong chuyến thăm Nga gần đây trong tháng 7. Đáp lại, phía Nga cho hay họ sẽ xem xét đề nghị này nhưng không đưa ra thời hạn chuyển giao chính xác. Sau đó, Nga thông báo với Ấn Độ rằng họ có thể bàn giao tổ hợp S-400 thứ tư vào tháng 3 năm 2026 và tổ hợp S-400 thứ năm vào tháng 10 năm 2026 vì có những sự chậm trễ do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra. Tháng 7 năm 2019, chính phủ Ấn Độ trả lời bằng văn bản tại Quốc hội rằng việc bàn giao hệ thống S-400 có khả năng sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2023. Đến đầu năm 2024, các quan chức lại nói việc bàn giao dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 và sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Theo The Asian Times, ngoài cuộc xung đột tại Ukraine, sự không chắc chắn về việc thanh toán cũng góp phần làm chậm trễ việc bàn giao tổ hợp S400. S400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. Một khẩu đội S400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL transporter erector launcher. S400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm 48N6DM, 48N6E3 có trọng lượng 1,8 tấn, trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 thông báo quân đội đã kiểm soát làng Andripka, đôi khi còn được gọi là Rozhivka, ở vùng Lugansk, và Peschanoy, Nizhne, ở vùng Kharkov trong 24 giờ qua. Hai ngôi làng cách nhau chưa đầy 20 km, thuộc khu vực tiền tuyến mà Nga đã đạt bước tiến dần dần trong những tuần gần đây. Theo AFP, Andripka có chưa đầy 20 người dân, là một trong những khu định cư cuối cùng mà Ukraine kiểm soát tại Lugansk. Peschanoy, cũng nằm trong tầm ngắm của Nga vì giành được làng này sẽ mở đường đến sông Oskin cách đó khoảng 10 km. Theo hãng tin Anadolu, việc xác minh độc lập các tuyên bố của Nga là rất khó khăn do xung đột đang diễn ra. Kể từ đầu tháng 5, các lực lượng Nga đã cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kharkov, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột vốn cho đến nay vẫn tập trung ở phía đông và phía nam Ukraine. Kể từ đó, các cuộc đụng độ ở khu vực trên đã gia tăng, đặc biệt là gần Vopchansk, nằm cách Kharkov thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khoảng 74 km. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc nhóm quân miền đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và đánh bại nhân lực, thiết bị của 5 lữ đoàn Ukraine. Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông báo, các đơn vị thuộc nhóm quân miền đông của Nga đã cải thiện vị thế chiến thuật và đánh bại nhân sự và trang bị của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 120, lữ đoàn số 17 và 21 của lực lượng vệ binh quốc gia trong các khu định cư Oktiab, Vodianoi, Novosenka, Prechistovka, Rasdonoi và Stepnoi ở Donetsk. Cùng thời điểm, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã loại bỏ nhân lực và thiết bị của bốn lữ đoàn Ukraine. Phó chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 của nhóm chiến đấu phía Nam cho biết, chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn Krasnogorovka ở phía tây bắc Donetsk gần như đã hoàn tất. Trước đó, các nguồn tin ở Donetsk nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga trên thực tế đã bao vây lực lượng Ukraine ở Krasnogorovka. Ukraine hiện chưa bình luận gì về tuyên bố của Nga. Báo cáo giải mật của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ mới đây tiết lộ về quy mô của kho dự trữ hạt nhân nước này tính đến tháng 9 năm 2023. Theo đó, Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới. Reuters hôm 21 tháng 7 dẫn dữ liệu của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia NNSA cho biết, tính đến tháng 9 năm 2023, Mỹ có 3.748 đầu đạn trong kho dự trữ hạt nhân. Như vậy, quy mô của kho dự trữ gần như không thay đổi nhiều so với năm 2021, thời điểm Mỹ công bố dữ liệu gần nhất. Cụ thể, vào thời điểm đó, Washington cho biết nước này có 3.750 đầu đạn tính đến tháng 9 năm 2020. Số liệu thống kê bao gồm dữ liệu đầu đạn đang hoạt động và không hoạt động nhưng không bao gồm những đầu đạn đã ngừng hoạt động. Cơ quan này cho biết thêm, từ năm 1994 đến năm 2023, Mỹ đã tháo rỡ 12.088 đầu đạn hạt nhân, 405 trong số đó đã được tháo rỡ từ năm 2020 đến năm 2023 và khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân bổ sung hiện đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo rỡ. NASA lưu ý rằng con số hiện tại đã giảm mạnh so với năm 1967 khi kho dự trữ đạt đỉnh điểm là 31.255 đầu đạn. Còn theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, tính đến năm 2024, Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới với tổng kho 5.044 đầu đạn. Dữ liệu của SIPRI cho thấy Nga là nước lớn nhất với 5.580 đầu đạn. Số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ bắt đầu giảm đều đạn sau khi đạt đỉnh điểm hồi chiến tranh lạnh. Lúc đó, Washington và Moscow tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hiệu quả trong bối cảnh đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân bị đình trệ do quan hệ Mỹ-Nga trở nên xấu đi, một phần do xung đột Ukraine, hai cường quốc vẫn cam kết thực hiện hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START, trong đó giới hạn số vũ khí hạt nhân được triển khai ở mỗi nước là 1.550 quả. Tuy nhiên, một báo cáo của SIPRI hồi tháng 6 đã cảnh báo rằng thế giới đang ở một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người khi các cường quốc toàn cầu tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của họ. Các nhà nghiên cứu nhận định chính tình hình căng thẳng tại Ukraine và Gaza đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu chính sách ngoại giao hạt nhân toàn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm London, Anh, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Anh giúp thuyết phục các đối tác khác dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí như vậy sau khi thủ đô Kiev hứng chịu loạt đợt tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Reuters dẫn báo cáo từ quân đội Ukraine cho biết họ đã đánh chặn thành công loạt UAV nhắm tới thủ đô Kiev trong vòng 2 tuần qua. Không quân Ukraine cũng cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 35 trong số 39 UAV và hai tên lửa hành trình mà Nga đã phóng đêm 20 tháng 7. Hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy toàn bộ vũ khí trên không trước khi chúng bay đến thủ đô Kiev. Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ 5 vào thủ đô Ukraine trong 2 tuần qua. Không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái và tên lửa của Nga còn nhằm vào 10 khu vực khác của nước này. Trước đó, ông Zelensky từng kêu gọi các nước ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ, tiến xa hơn, bao gồm cả việc cho phép lực lượng của nước này tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông nói, nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, nếu chúng ta muốn chiếm ưu thế, nếu chúng ta muốn cứu và bảo vệ mình, chúng ta cần dỡ bỏ mọi giới hạn. Các đồng minh chủ chốt như Mỹ và Đức đã nới lỏng các điều kiện đối với việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga hồi tháng 5 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Moscow vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tuy nhiên, phương Tây vẫn giữ một số giới hạn về tầm tấn công và hoàn cảnh mà Kiev có thể tấn công. Khi nói đến các cuộc tấn công tầm xa, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra làn danh đỏ. Mỹ muốn Ukraine tập trung và đối phó với cuộc tấn công của Nga. Việc ngăn Kiev tấn công xa hơn vào Nga buộc Ukraine tập trung vào điều mà các quan chức Mỹ gọi là những cuộc cận chiến quanh Kharkov và những khu vực khác trên tiền tuyến. Ngoài ra còn có một yếu tố căng thẳng khác. Nga là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và từng đe dọa sử dụng những vũ khí này nhiều lần trong suốt cuộc xung đột, mặc dù điều đó chưa xảy ra. Mối lo ngại về một cuộc xung đột sâu rộng hơn đã ảnh hưởng đến các chính sách của Tổng thống Joe Biden. Trên thực tế, Ukraine đã nhận được nhiều vũ khí có khả năng hơn và nhiều quyền hạn sử dụng chúng hơn. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB do hãng Boeing và công ty Saab của Thụy Điển sản xuất đã không hiệu quả và không còn được sử dụng ở chiến trường Ukraine. GLSDB là bom dẫn đường có tầm bắn hơn 150 km nhờ có đôi cánh nhỏ kéo dài từ thân. Năm 2022, các tài liệu quảng bá loại bom này cho hay hệ thống định vị của GLSDB được GPS có khả năng chống nhiễu cao hỗ trợ. Theo trang Business Insider, Ukraine nhận được loại bom này hồi đầu tháng 2 sau nhiều tháng yêu cầu phương Tây cung cấp đạn dược tầm xa với hy vọng tấn công các mục tiêu tại những khu vực như bán đảo Crimea. Nhưng ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng hệ thống dẫn đường của bom đang gặp phải tình trạng gây nhiễu của Nga khiến nhiều vụ phóng trượt mục tiêu. Boeing và Saab các nhà phát triển vũ khí trước đây đã quảng cáo về độ chính xác cao kết hợp với tầm bắn xa hơn của GLSDB. Vào năm 2022, tài liệu tiếp thị cho loại bom trên cho biết hệ thống định vị của nó được hỗ trợ bởi GPS có khả năng chống nhiễu cao. Nhưng cho đến nay, năng lực tác chiến điện tử tiên tiến của Nga đã chứng tỏ là vấn đề đau đầu đối với các loại đạn dược tấn công chính xác của Ukraine trong giao tranh. Vào tháng 3 năm 2024, có báo cáo cho rằng hệ thống tác chiến điện tử đang phát triển của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả của đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS. Hồi tháng 4, theo trang Defense One, ông Bill Laplante, giám đốc bộ phận mua sắm quốc phòng của Lầu Năm Góc, nói rằng phiên bản phóng từ mặt đất của vũ khí không đối đất đã trở nên dễ tổn thương trước tác chiến điện tử của Nga. Defense One cho rằng có thể quan chức Mỹ đang nhắc tới GLSDB. Ông Laplante nói, khi bạn cung cấp thứ gì đó cho những người đang trong cuộc chiến sinh tử mà không hiệu quả, họ sẽ thử nó ba lần và rồi sẽ ném sang một bên. Vị quan chức lầu năm góc nói thêm, Ukraine có vẻ không còn quan tâm tới loại vũ khí này. Hồi tháng 5, Business Insider cho hay, Mỹ đang nghiên cứu cách giải quyết vấn đề này nếu một cuộc chiến tranh nổ ra với một cường quốc quân sự. Nga được cho là đã có thể thích nghi nhanh chóng để đối phó với mối đe dọa từ các vũ khí hiện đại do Mỹ cung cấp tại Ukraine, đạn pháo kiểu cũ, không dễ bị tác chiến điện tử tấn công đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tiêu hao trên tiền tuyến. Gây nhiễu là một chiến thuật rất rẻ tiền, nhưng có thể giúp khắc chế các loại đạn dược trị giá hàng chục nghìn đô la Mỹ. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng khả năng của Nga trong lĩnh vực ngày càng quan trọng này hiện vượt xa khả năng của Mỹ. Không quân Mỹ mới đây đã xem xét chuyển giao cường kích A-10 loại biên cho các đồng minh. Điều này khiến Nga cảm thấy đặc biệt lo ngại Báo chí Nga đang thảo luận sôi nổi về khả năng những máy bay cường kích A-10 sau khi chính thức loại biên sẽ được Mỹ cung cấp cho không quân Ukraine để sử dụng trên chiến trường. Những chiếc máy bay này còn có tên gọi Khoa Tho, được biết đến với khả năng sống sót cao và vũ khí mạnh mẽ. Sự xuất hiện của A-10 tại chiến trường Ukraine có thể làm thay đổi đáng kể tình hình, tạo ra những thách thức mới cho quân đội Nga. Cường kích A10 được phát triển ở Mỹ vào những năm 1970 và nó đã chứng tỏ là phương tiện hiệu quả để tiêu diệt xe bọc thép cũng như các cứ điểm kiên cố. Vũ khí chính của A10 là pháo hàng không GAU-8A Avenger 30mm có khả năng xuyên thủng lớp giáp của xe tăng hiện đại. Máy bay còn có khả năng mang nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường và rocket bom. Ngoài ra với A10 sức cơ động cao còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tốc độ và độ cao thấp, giúp nó hoạt động hiệu quả trong những môi trường mà các máy bay khác tỏ ra ít hữu dụng hơn. Nhờ thiết kế đặc biệt và lớp giáp, máy bay có khả năng sống sót rất cao, cho phép nó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ngay cả khi bị thiệt hại đáng kể. Việc Mỹ cung cấp A10 cho Ukraina đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Nga. Thứ nhất, sự hiện diện của chiếc cường kích này sẽ làm phức tạp đáng kể hoạt động của xe bọc thép và pháo binh. A10 được thiết kế để tiêu diệt thiết giáp khiến nó trở thành công cụ dẫn đe hiệu quả. Thứ hai, A-10 có thể được sử dụng để chấn áp và tiêu diệt các cụm cứ điểm và nhân lực. Điều này tạo thêm khó khăn cho quân đội nga, đặc biệt là trong các trận chiến đô thị, nơi trú ẩn và công sự đóng vai trò quan trọng. Chưa dừng lại đây, sự hiện diện của cường kích A-10 trong đội hình không quân Ukraine dự báo sẽ dẫn đến sự gia tăng các cuộc không kích và sẽ đòi hỏi những nỗ lực đáng kể từ lực lượng phòng không không quân nga để vô hiệu hóa mối đe dọa này nhưng việc phải dàn trải lực lượng để sẵn sàng đối phó cường kích A-10 chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực, tạo ra thiếu hụt và lỗ hổng lớn đối với các khu vực khác của mặt trận. Để chống lại A-10, ngoài việc sử dụng tên lửa phòng không hay chiến đấu cơ, Nga được khuyến cáo nên tính đến khả năng sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để làm phức tạp việc điều khiển và nhắm mục tiêu của vũ khí mà chiếc Thunderbolt 2 mang theo. Các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của Nga theo nhận xét có khả năng gây nhiễu và làm mất phương hướng của khí tài dẫn đường trên máy bay, từ đó làm giảm hiệu quả của những đòn tấn công. Thực tế chiến trường cho thấy, những chiếc cường kích Su-25, loại máy bay có cấu hình tương tự A-10, đã chịu thiệt hại rất lớn. Bởi vậy, nếu có biện pháp phù hợp, Nga hoàn toàn đủ khả năng vô hiệu hóa phương tiện này nếu chúng xuất hiện trên bầu trời. Khi Ukraine chuẩn bị nhận tiêm kích F-16, mong chờ đã lâu từ phương Tây, Tập đoàn sản xuất máy bay United Aircraft Corporation, UAC của Nga, đã bàn giao lô tiêm kích MiG-31BM được nâng cấp và hiện đại hóa đầu tiên trong năm nay cho Bộ Quốc phòng Nga. Việc UAC bàn giao tiêm kích MiG-31BM cho Bộ Quốc phòng Nga đáng chú ý trong thời điểm này vì Ukraine chuẩn bị nhận tiêm kích F-16 từ các nước phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây thông báo lô tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đầu tiên đang được chuyển đến Ukraine. Ông Blinken cho hay F-16 đang được chuyển từ Đan Mạch và Hà Lan. Giới quan sát quân sự lập luận rằng, mặc dù F-16 sẽ nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine, nhưng chúng không phải là viên đạn bạc cho không quân Ukraine và sẽ bị máy bay của Nga áp đảo, trong đó có tiêm kích MiG-31BM. MiG-31 được chế tạo trong những năm 1970 nhằm thay thế tiêm kích MiG-25. MiG-31 tuy bay chậm hơn máy bay tiền nhiệm, nhưng có khả năng chiến đấu cao hơn đáng kể và khả năng tự chủ gia tăng. Máy bay đa nhiệm MiG-31BM đã trải qua quá trình sửa đổi sâu rộng. Các nâng cấp bao gồm tiếp nhiên liệu giữa chuyến bay, radar mảng pha mới và kiểm soát chiến đấu tập trung vào mạng. Nhờ khung máy bay chắc chắn hơn, thời gian phục vụ cũng được tăng từ 2.500 giờ lên 3.500 giờ. Theo người Nga, MiG-31BM hiệu quả hơn 2,6 lần so với các phiên bản MiG-31 trước đó. Radar Zaslon M được nâng cấp của máy bay có anten với đường kính 1,4 m, có thể xác định mục tiêu trên không cách xa 400 km tổ hợp radar mới của MiG-31BM có thể theo dõi cùng một lúc 24 mục tiêu trên không và 6 mục tiêu trong số đó có thể bị tên lửa R-33S tấn công đồng thời. Radar này được cho hoạt động tốt ngay cả khi bị nhiễu radar. Gọi MiG-31 là máy bay đa nhiệm vì có thể sử dụng tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm và tên lửa chống radar. Biến thể này có cùng hệ thống điện tử hàng không với tiêm kích MiG-29SMT và được trang bị đầu dò tiếp nhiên liệu. MiG-31BM còn có màn hình đa chức năng MFD và hệ thống cần điều khiển HOTAS mới hơn cũng như hệ thống điện tử hàng không cải tiến. Với tầm bay khoảng 56 km, trong bộ phận có thể thò ra thụt vào dưới mũi máy bay, có hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng tia hồng ngoại IRST. MiG 31BM có thể mang 9 tấn đạn dược và được trang bị nhiều loại tên lửa không đối đất và không đối không. Tên lửa Mach 6 R37 mới có tầm bắn 400 km. MiG 31BM còn có thể mang tên lửa không đối không tầm xa R-33 và tên lửa tầm ngắn phóng từ trên không R-73. MiG-31 hoạt động như một máy bay chiếm ưu thế trên không. Máy bay được trang bị các liên kết dữ liệu an toàn kỹ thuật số và hình ảnh radar máy bay có thể được chuyển tới các tiêm kích Su-30 và MiG-29. Các cuộc tuần tra chiến đấu trên không của MiG-31BM đã chứng tỏ hiệu quả cao cho các máy bay tấn công của Ukraine. Nga đã tận dụng sự kết hợp nguy hiểm giữa tiêm kích MiG-31, gồm cả biến thể MiG-31BM và tên lửa R-37 tầm xa để tạo ra một số ưu thế trên không. Máy bay MiG-31 được cho là đã bắn rơi một số máy bay Ukraine trong cuộc tấn công từ xa, chủ yếu là sử dụng tên lửa tầm xa R-37. Máy bay MiG-31 có thể hoạt động gần như không bị cản trở do các máy bay của Ukraine thiếu tầm hoạt động, tốc độ và độ cao. Mới đây, không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng một máy bay không người lái UAV mới lạ trong đêm 19-20 tháng 7. Cụ thể, không quân Ukraine thông báo rằng các đơn vị phòng không nước này đã bắn rơi 12 UAV Shahid và một UAV chưa xác định được chủng loại từ phía Nga. Hình ảnh về chiếc UAV lạ này được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vũ khí mới này không giống với chiếc UAV Shahid-136 mà các lực lượng Nga hay phóng. Thông tin cho hay, UAV lạ đó bay ở độ cao nhỏ khoảng 20 đến 30 mét. Hãng tin Defense Express đã thu được thêm những bức ảnh và thông tin chi tiết về UAV này. Theo đó, nó có sải cánh có thể dài hơn 4 mét, cánh quạt đẩy và thân máy bay hình vuông. Nó được cho là có một số điểm tương đồng với UAV trinh sát Jala 42120 của Nga, nhưng các loại máy bay này không phổ biến và không còn xuất hiện trong danh mục hiện tại của Jala. Việc UAV bị bắn hạ ở độ cao thấp cũng cho thấy đó là một UAV cảm tử. Giới chức trách Ukraine đang điều tra để tìm hiểu thêm về UAV này dựa vào các mảnh vỡ. Trong khi đó, quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không to M2 của nước này đã bắn trúng tên lửa tầm xa Storm Shadow ngay trong phát bắn đầu tiên. Sputnik đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không to M2 của Nga đã phá hủy tên lửa hành trình Storm Shadow do Ukraine phóng ở khu vực Kupiansk. Storm Shadow bay theo quỹ đạo thông thường của tên lửa hành trình, nằm trong tầm ngắm của hệ thống to M2. Tên lửa đã bị đánh chặn ngay từ phát bắn đầu tiên. Theo ấn phẩm này, thì to M2 là hệ thống phòng không tầm ngắn di động do Nga phát triển, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình và đạn dẫn đường chính xác. To M2 có tỷ lệ bắn trúng lên đến 98%. Trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Kiev đã kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot. Mỹ dự định sản xuất thêm tổ hợp phòng không Patriot tại các nhà máy ở Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị trì hoãn do thiếu nguồn cung linh kiện quan trọng từ Boeing. Hôm 22 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường thăm Mỹ trong bối cảnh ông đang chịu sức ép chấm dứt xung đột ở Gaza. Hãng tin Reuters cho hay đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới đồng minh quốc tế quan trọng nhất của Israel kể từ khi ông trở lại nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ 6 vào cuối năm 2022. Theo dự kiến, ngày 23 tháng 7, ông Netanyahu gặp ông Biden nếu Tổng thống Mỹ kịp bình phục sau khi mắc COVID-19. Ngoài cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden, người đứng đầu chính phủ Israel còn có kế hoạch phát biểu trước Quốc hội Mỹ, cũng như có thể có cuộc gặp trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây. Ít ngày trước, một số nguồn tin Israel cho biết giới chức nước này đang giàn xếp cho cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump trong khuôn khổ chuyến thăm. Trải qua nhiều tháng quan hệ lạnh nhạt với Washington về cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, chuyến thăm này mang đến cho ông Netanyahu nền tảng để cố gắng thiết lập lại quan hệ với Washington. Bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ dự kiến tập trung vào việc phối hợp phản ứng của nước này, và Israel trước tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông. Theo Reuters, áp lực của Mỹ đối với Israel về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chính trị với người Palestine cùng lời đe dọa từ chối chuyển giao vũ khí của Mỹ đã nhấn mạnh nhận thức ở Israel rằng mối quan hệ với Washington đã suy yếu dưới thời ông Netanyahu. Liên quan các cuộc đàm phán, văn phòng thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã ra lệnh cử phái đoàn tham gia đàm phán ở Qatar về thỏa thuận con tin với Hamas vào ngày 25 tháng 7. Phái đoàn sẽ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Mossad David Banea dẫn đầu và tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar cùng Ai Cập làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ ở thủ đô Doha. Đến nay, mọi nỗ lực hòa giải để đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập dẫn đầu cùng với sự hậu thuẫn từ Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Trong khi đó, cả Israel và nhóm Hamas đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở Gaza đã kéo dài hơn 9 tháng qua. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa tầm xa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng từ Biển Đỏ nhằm vào thành phố Eilat. Trong thông cáo báo chí, IDF nêu rõ, hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của nước này đã bắn hạ tên lửa đất đối đất hướng về phía lãnh thổ Israel từ Yemen. Trước đó, còi báo động đã vang lên tại thành phố Eilat để cảnh báo tên lửa trên mạng xã hội x người phát ngôn của lực lượng houthi ông yahya sare cho biết houthi đã thực hiện vụ tấn công bằng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào một địa điểm quân sự tại thành phố eilat ngoài ra tên lửa và thiết bị bay không người lái của houthi cũng nhằm vào tàu của mỹ mang tên pumba trên biển đỏ người phát ngôn của houthi nhấn mạnh nhóm này sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của israel cho đến khi cuộc xung đột ở giải gaza chấm dứt Động thái trên của lực lượng Houthi diễn ra vài giờ sau khi Israel thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thành phố cảng Hodeida do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo đó, IDF tuyên bố cuộc không kích này nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với Israel, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại khu vực cảng Hodeida ở Yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công được Houthi thực hiện nhằm vào Israel những tháng gần đây. Đoạn video cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng của cảng cùng với nhiều bể chứa dầu bốc cháy. Đài truyền hình Al Masira đưa tin, các cuộc không kích của Israel đã khiến hàng chục người thương vong, hầu hết đều bị bỏng nặng xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình ngày càng trở nên gia tăng khi lực lượng Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu được cho là có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine. Ngoài ra, các cuộc đụng độ cũng gia tăng tại biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo RT, trong hôm 20 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo về chiến dịch công kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthis tại thành phố cảng Hodeida, Yemen. Đại diện IDF cho biết, tiêm kích của IDF đã tập kích các cơ sở quân sự của Houthi ở Hodeida. Đây là động thái đáp trả việc lực lượng này tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhắm vào Israel trong những tháng gần đây. Bình luận về cuộc tấn công, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc không kích là nhằm đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào thành phố Tel Aviv sáng sớm hôm 19 tháng 7, khiến một dân thường thiệt mạng. Phía Houthi sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Tel Aviv, khẳng định đã sử dụng một loại UAV có thể vượt qua các hệ thống radar của Israel. Lực lượng này nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục tập kích Israel cho tới khi xung đột ở giải Gaza kết thúc. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, với việc đánh trúng mục tiêu ở cách biên giới Israel tới 1.700 km, đòn không kích cho thấy quân đội nước này có thể tấn công đối phương tại bất kỳ ngóc ngách nào. Hãng thông tấn al Masira tiết lộ cuộc tập kích của Israel chủ yếu tập trung vào các cơ sở dầu mỏ ở Hodeida, gây ra rất nhiều vụ hỏa hoạn lớn, thường vong trong vụ việc chưa được thống kê rõ ràng. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp chống lại Iran và các đồng minh, tức các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt tại khu vực. Theo ông Netanyahu, bất kỳ ai muốn thấy hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng cần phải chống lại Iran và ủng hộ cuộc xung đột của Israel chống Iran. Trong phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi, ông Mohammed Al-Bukhaiti cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt vì làm gia tăng nguy hiểm vào Yemen. Theo đó, Houthi sẽ đáp trả tương xứng với đòn tấn công tội ác của quân đội Israel chống dân thường Yemen ở Hodeida. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng khẳng định hành động liều lĩnh của Israel chống Yemen đã đẩy toàn khu vực vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới. Chính phủ Yemen đã chỉ trích cuộc không kích gần đây của Israel vào thành phố cảng Hodeida bên bờ biển đỏ của nước này, mô tả hành động quân sự từ phía Tel Aviv vi phạm chủ quyền của Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel IDF trước đó tuyên bố cuộc không kích trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với Israel cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết, các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại khu vực cảng Hodeida ở Yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công được Houthi thực hiện nhằm vào Israel trong những tháng gần đây. Một đoạn video cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng của cảng cùng với nhiều bể chứa dầu bốc cháy. Chính phủ Yemen đã nêu rõ hành động thách thức của Israel vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, nhấn mạnh Tel Aviv sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ hậu quả nào bắt nguồn từ cuộc không kích, trong đó có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Yemen. Chính phủ Yemen cũng bày tỏ lo ngại cuộc tấn công có thể củng cố vị thế của Houthis, lực lượng đã duy trì quyền kiểm soát cảng Hodeidah kể từ tháng 10 năm 2014. Bên cạnh đó, chính phủ Yemen cũng chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út, một trong những lực lượng tham gia cuộc nội chiến kéo dài gần một thập kỷ ở Yemen, đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sau cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhận định cuộc tấn công của Israel vào thành phố Hodeida do Houthi kiểm soát làm trầm trọng thêm căng thẳng hiện nay trong khu vực và ngăn chặn những nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Riyadh cũng kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa, bảo vệ khu vực và người dân khỏi nguy cơ xung đột. Trong những ngày gần đây, quân đội Israel và lực lượng Houthi liên tiếp tấn công trả đũa nhau, khiến căng thẳng gia tăng. Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành những đợt không kích chưa từng có vào cảng Hodeida, bên bờ biển đỏ, làm 6 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Houthi đã sử dụng một thiết bị bay không người lái UAV tấn công thành phố Tenavib của Israel, khiến một người chết và 8 người khác bị thương. Những diễn biến nêu trên làm gia tăng nguy cơ dẫn tới xung đột toàn khu vực trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza bùng phát từ hồi tháng 10 năm 2023 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết nước này đang thúc đẩy thỏa thuận tiếp cận quân sự đối ứng với Canada, Pháp, New Zealand và các quốc gia khác theo đó, ông Teodoro nói với kênh ANC rằng ông hy vọng các thỏa thuận sẽ được ký kết trong năm tới để tăng cường hoạt động tương tác khi lực lượng vũ trang của những quốc gia đó có thể hoạt động trong lãnh thổ Philippines và ngược lại. Ông Teodoro nói, nó gần đạt đến đỉnh cao của một liên minh phòng thủ. Canada, Pháp và New Zealand đều đã bày tỏ ủng hộ lập trường của Manila về tuyên bố chủ quyền trên biển. Đầu tháng này, Philippines cũng ký hiệp ước phòng thủ với Nhật Bản. Thỏa thuận tiếp cận đối ứng RAA được ký kết ở Manila tại cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yoko Kamikawa với người đồng cấp Enrique Manalo. Hãng tin AFP dẫn lời thư ký truyền thông Cheloy Garafield của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông Teodoro và bà Kamikawa đã ký thỏa thuận tại dinh Tổng thống dưới sự chứng kiến của ông Marcos. Tokyo và Manila bắt đầu đàm phán hiệp ước này từ tháng 11 năm 2023. Theo hãng tin AFP, hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý để Nhật Bản và Philippines gửi lực lượng quốc phòng đến lãnh thổ của nhau để huấn luyện và thực hiện các hoạt động khác. Đây là hiệp ước phòng thủ đầu tiên của Nhật Bản với một nước châu Á khác. Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau khi được cơ quan lập pháp của hai nước phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, thỏa thuận tạo điều kiện cho hoạt động triển khai quân một cách suôn sẻ hơn khi tham gia các hoạt động huấn luyện và cứu trợ thiên tai, đồng thời nới lỏng hạn chế trong công tác vận chuyển vũ khí và vật tư. Đây sẽ là thỏa thuận tiếp cận đối ứng đầu tiên của Nhật Bản với một nước thành viên ASEAN và là hiệp ước thứ ba sau khi ký với Australia và Anh, có hiệu lực vào năm ngoái tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines tướng Romeo Bronner Jr. đánh giá hiệp ước này rất quan trọng vì sẽ cho phép các lực lượng Nhật Bản vào Philippines để thực hiện các hoạt động huấn luyện chung và ngược lại. Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad, người phát ngôn của Hải quân Philippines về Biển Đông cho biết, thỏa thuận tiếp cận đối ứng mang tính bước ngoặt đối với hai nước, đồng thời truyền tải thông điệp tới thế giới về một mặt trận thống nhất thúc đẩy các nỗ lực đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một sĩ quan cảnh sát và 5 người biểu tình đã bị thương khi đụng độ xảy ra trong cuộc biểu tình ở cảng ngũ cốc La Rochelle của Pháp. Khoảng 3.000 người tham gia cuộc biểu tình ở thành phố cảng La Rochelle ngày thứ Bảy. Trước sự hiện diện dày đặc của cảnh sát chống bạo động, đây là ngày biểu tình thứ hai trong khu vực, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát. Cảnh sát Pháp dùng xe phun vòi rồng và hơi cay để giải tán các nhà hoạt động vì khí hậu tập trung ở miền Tây nước Pháp, phản đối việc xây dựng hồ chứa nước, phục vụ nông nghiệp. Một số cửa hàng đã bị đập phá và ít nhất 7 người bị bắt. Bộ trưởng Nội vụ Geran Damanin cho biết trên nền tảng xã hội X, một số đối tượng cực đoan đã tấn công, phá hoại tài sản và làm hư hại một siêu thị. Hạn hán ở Pháp đã làm gia tăng căng thẳng về nguồn nước. Nhiều người cho rằng việc xây dựng các hồ chứa lớn để tưới tiêu cho nông nghiệp là một hành động lãng phí, tạo điều kiện cho các trang trại xuất khẩu lớn. Julien Leguet, phát ngôn viên của phong trào hồ chứa không cảm ơn cho biết các cuộc biểu tình ở thành phố ven biển Đại Tây Dương của Pháp để chứng minh các hồ chứa mới không được xây dựng để phục vụ sản xuất lương thực tại địa phương mà để cung cấp cho thị trường quốc tế. Những người biểu tình đã tập trung trước một địa điểm thuộc Sofles Nekose, một doanh nghiệp buôn bán gỗ cốc thuộc sở hữu của tập đoàn hợp tác Pháp Invivo trước khi bắt đầu tuần hành qua thành phố. Chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng hồ chứa nước vào mùa đông để tưới cho cây trồng trong mùa hè ngày càng khô hạn. Các hồ chứa dự kiến được lấp đầy bằng cách bơm nước ngầm lên bề mặt những người phản đối cho rằng cách làm đó không có tác dụng nếu không có đủ tuyết và lượng mưa trong thời kỳ mùa đông. Họ cũng cho rằng việc lưu trữ nước ngầm ở ngoài trời sẽ khiến nó bị bốc hơi và có khả năng bị ô nhiễm bởi tảo và vi khuẩn. Tình trạng bất ổn xảy ra tại La Rochelle khi Pháp đặt cảnh báo an ninh ở mức cao nhất để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic khai mạc tại Paris vào ngày 26 tháng 7.